chiến sĩ ủy trung đoàn 18, trưởng ban nghị mạng trung đoàn 18. Dự buổi gặp mặt hôm nay còn có các đồng chí phó ban liên lạc sư đoàn 324, các đồng chí trưởng tiểu ban liên lạc sư đoàn 324 của các quận, huyện, ngoại thành, thành phố Hà Nội. Đặc biệt hôm nay còn có sự có mặt của 120 cựu chiến binh, đồng chí đồng đội của trung đoàn 78 năm xưa từ khắp mọi miền của phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Để chúng ta nhìn trong mình. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, những người lính đã một thời trận mạng nay trở về trong đám bạc màu xưa. Những người lính của trung đoàn 78 năm xưa sau nhiều năm chiến đấu trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, hôm nay có mặt ngồi đây đều phải ươn trải với đời thường. Chiến tranh đã lùi xa nhưng nhiều đồng chí vẫn còn mang trong mình di chứng của chiến tranh. Ngay tại đây thôi có đồng chí của chúng ta sự sống chỉ còn tính bằng ngày bằng tháng. Đồng chí đồng đội của chúng ta mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chung có một cái chung là cùng chia bom sẻ đạn tháng năm dài chiến đấu năm xưa. Đã có một thời tuổi trẻ hừng hực khí thế sẽ dọc Trường Sơn đi kiếm nước mà nào phơi phới dậy tương lai, ra đi không hẹn ngày về, chia hết sản lý mới về quê hương. Với một tin đồng tin yêu vô hạn, với tinh thần lạc quan vô bờ bến, anh ra đi lên chim vỗ cánh theo lời nhà trên tổ ấm chờ anh. Để rồi các anh không bao giờ về nữa, những người vợ, người mẹ mãi mãi trở thành hòn vọng xung. Trong số những thanh niên ấy, không ít những đồng đội của chúng ta, những người lính của trung đoàn 78 năm xưa vẫn còn đâu nằm rải rác đâu đó trên khắp dải Trường Sơn, ở những miền đất xa xôi, bỏng rác gió nào gọi có gió Tây Trang. Để tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống năm xưa vì độc lập tự do của Tổ quốc và những đồng đội đã quá cố hôm nay, ban tổ chức đề nghị quý vị đại biểu và các đồng chí đứng dậy dành một phút mặc niệm nghiêng mình trước anh linh của kính thưa đồng chí Lê Mai, thiếu tướng, nguyên phó tư lệnh tham mưu trưởng quân đoàn 2, trưởng ban liên lạc chuyên gia quân sự quân tình nguyện Việt Nam giao tại Hà Nội, trưởng ban liên lạc sư đoàn 34 và các đồng chí trưởng ban liên lạc các trung đoàn bạn. Thưa đồng chí, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ chiến sĩ trung đoàn 78 pháo binh, thật vui mừng khi cả nước đã bước vào mùa xuân mới, thì quý vị đại biểu và cựu chiến binh trung đoàn 78 chúng ta gặp mặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bảo tàng là nơi trưng bày hơn 160.000 hiện vật có giá trị, trong đó có 4 hiện vật tầm quốc gia quốc tế, đó là 2 máy bay BiC, 1 xe tăng T-54B và bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Phần này có phụ lục phần dưới. Lời đầu tiên, nhân danh cảm ơn cá nhân và thay mặt ban liên lạc trung đoàn, tôi xin chúc mừng đầu xuân Quý Mão năm 2023 tới quý đại biểu và toàn thể các đồng chí lần gặp mặt này, gửi tới các đồng chí vắng mặt và gia đình chúc sức khỏe, có cuộc sống thật vui, gia đình hạnh phúc, mãi mãi xứng danh bộ đội cụ Hồ, hội viên cựu chiến binh gương mẫu. Thưa các đồng chí, từ ngày thành lập trung đoàn tới nay, thấm thoát đã 50 năm trôi qua. Cứ mỗi xuân về, chúng ta lại thêm một tuổi mới, U70, 80 sức khỏe giảm sút. Các bệnh kinh niên mạng tính bắt đầu trồi dậy, lại mang trong mình thương tích chiến tranh. Cùng với việc lo toan cuộc sống đời thường còn khó khăn vất vả. Tuy vậy, cuộc sống được cải thiện nhưng còn nhiều gian nan. Các đồng chí đến được đây là tôi vui mừng lắm. Từ Việt Nam có bác sĩ Phạm Hùng Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Nam Hà, cùng với phía Bắc từ Lạng Sơn, đồng chí Tà Phong, tiểu đoàn 12 và các tỉnh Phú Thọ,
Bình Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và các quận huyện bản trên thành phố Hà Nội. Ai ai cũng rạng rỡ trong khuôn mặt hồng hào, vui tươi kể lại cho nhau nghe những câu chuyện no đói gian khổ ác liệt hy sinh ở chiến trường đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất. Lần gặp mặt này khá đông đủ cán bộ chiến sĩ bộ tư đoàn, tôi muốn nhắc lại tóm tắt truyền thống trung đoàn từ khi thành lập đến khi giải thể. Trung đoàn pháo binh không còn trong biên chế của sư đoàn chủ lực quân khu. Đầu thập kỷ 70, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lên đỉnh cao, hiệp định Paris có hiệu lực từ ngày 27 tháng 1 năm 1973, quân Mỹ và các nước chư hầu buộc phải rút khỏi về nước. Nhưng tại miền Nam Việt Nam, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và giá tâm âm mưu xâm lược chia cắt lâu dài đất nước ta, thực hiện lời dạy chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào. Ngày 3 tháng 2 1973, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập trung đoàn 78 pháo binh hỗn hợp thuộc sư đoàn 34 để tăng cường lực lượng, quyết tâm thực hiện cuộc trận vũ đạo giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Cán bộ trung đoàn do V5 tăng cường từ trung đoàn 84 hỗn hợp lập DKV tháng 12 ở Vĩnh Linh, đồng chí Ngô Văn Hằng trung đoàn trưởng, đồng chí Lê Vư, đồng chí Trần Đức trung đoàn phó, đồng chí Thanh Hà Chí Huy cùng bốn cơ quan và cán bộ chiến sĩ 4 tiểu đoàn đã có nhiều năm chiến đấu chiến trường trước khi thành lập trung đoàn. Như tiểu đoàn 2 của trung đoàn 84 anh hùng chia thành hai, một nửa về trung đoàn 78 sư 34 lấy phiên hiệu tiểu đoàn 10 pháo binh. Cùng với đó, cùng bao nhiêu năm hồn ngày đêm.
chiều nay trù trù đồng quân hát vang phù xanh về làng quê lòng ta ngàn đau qua cùng dòng thác tranh đô xuôi buồn mai hôm qua. Mau mau lên làng quê đang chờ, đêm mới đêm hay sáng lên làm sao cho ta kéo phong lên đồi cao, hò hò du khoan thịnh, hò hò du khoan thịnh, hò hò du khoan thịnh, hay bắc hò hò du khoan, hò hò du khoan, hò khoan, bao lúc này lòng ta mong ngóng. Anh em ơi thời cơ đây rồi, dù đường xa núi cao vùng sâu, dù đường trốn không anh chẳng sao, như năm xưa đánh trận Điện Biên, đêm nay ta kéo pháo lên đồi cao, quyết xứng đáng chiến sĩ kiên cường pháo binh. Anh vai sắt chân đồng là đầy lời bác, mai vẫn còn vang cùng ta là chân trường xa, là ý chí mục thành khối kết đoàn, làm nên cơn phong ba nòng súng ta vươn cao, trang súng đầu thank you.
làng quê của cô họ sông nước đôi bờ mênh mang nhưng dòng sông nó vẫn tình ngàn năm đoàn quân chiến thắng trở về từ đường quê ta đường này tiếng nói tiếng cười vui quá là vui từ đất này làng qua lối thương nắng vô ngần ta mang trong lòng từ đầu chiều trôi theo như tháng ngày không chia cho hoan lung linh sang nhìn đêm đêm bao yêu thương quay chiều nay đoàn quân chiến thắng trở về ô điều ít tiếng nói điều ít tiếng cười không gian âm vang lan xa và xe bon kéo cùng trở về hân hoan niềm vui gặp nhau đồng chí chiến thắng hoan hô quân ta đã về trăng hơi lên cao mà trông gương mặt tâm hồn chiến sĩ vui quá là vui đắng tay tiếng máy hòa vang có tiếng cười thân ai bao nhiêu ô làng quê của cô họ sông nước đôi bờ mênh mang dòng sông đang ân tình ngàn năm màu tím ngàn thương có hay chăng đêm nay đoàn quân chiến thắng trở về từng vùng quê ta đêm nay tiếng nói tiếng cười vui quá là vui tay nắm tay làng quê ơi thương nhớ vô ngần ta mang trong lòng cô đơn tu trải theo như tháng ngày không chia về thôn ấp đêm đêm
thăm tình quân dân. Ôi những người mẹ cha ơi, thương các anh bộ đội như thương các con mình. Về đây chung xây đời mới, về đây vui bên nhau đắp xây tương lai đẹp tươi. Gặp nhau ở chiến trường là điều chú chưa hề nghĩ tới. Nhớ năm nào chú về nghỉ phép, cháu lên trông ông sao vàng. Có ngờ đâu ánh sao mù ấy lại chúc cháu hôm nay lên đường. Chú nghĩ như là trong mơ, cầu dòng làng ta đây rồi. Chú nhận cháu là đồng đội như nhận ở đất này mẹ nuôi. Xưa cháu sinh canh mười năm sau mà xanh một màu, ước mơ mà hâm căm mang nặng ngang nhau. Gặp cháu ở trên trường là điều chú chưa hề nghĩ tới. Nhớ năm nào chú về nghỉ phép, trèo lên trông ông sao vàng. Có ngờ đâu anh sao mù ấy lại chúc cháu hôm nay lên đường. Chú nghĩ như là trong mơ, cầu trong làng ta đây rồi. Chú nhận cháu là đồng đội như nhận ở đất này mẹ nuôi. Chú sinh giữa mùa thu những nước năm xưa, cháu sinh canh mười năm sau mà hoa xanh một màu, ước mơ mà hơn cam mang nặng ngang nhau. Gặp cháu ở chiến trường, chú nhận cháu là đồng đội như nhận xa cánh chia.
đi.